mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng đề trong nước đầu thiện cũng như ngoài nghề nha. Chiếc ghe sắt thì nhỏ mà nhận cái gào thì khá là to các bạn nha. Anh em hả, miệng cờ cho từ từ cho cát nó xuống các bạn.